Hello, anh em vừa được nghe âm thanh sao test đến từ một chiếc bàn phím cơ Aco Custom Full Build Và chiếc bàn phím cơ này thì mình đã build cách đây khoảng 2 năm Video build chi tiết thì mình để đây nhé Vào nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận, trải nghiệm và đánh giá lại về chiếc bàn phím cơ này Để xem sau 2 năm thì tình trạng sử dụng của nó sẽ như thế nào nhé Nó có đủ tốt, đủ bền bỉ và xứng đáng với số tiền chúng ta bỏ ra để build bộ bàn phím cơ này không Let's go và trước khi bắt đầu, mình xin chia sẻ một chút phải nói là sau thời gian ở ẩn khá là lâu rồi thì mình mới quay trở lại và tiếp tục với bàn phím cơ cũng như là thế giới công nghệ. Và trong lần quay trở lại này thì trà đã dạo đã quyết định đổi tên thành Dạng ModTech để cho nó phù hợp hơn với nội dung trên kênh cũng như là định hướng của kênh. Và mình cũng có khá là nhiều dự định với cái tên mới này cũng như là chặng đường sắp tới của kênh. Rất mong anh em đón nhận và ủng hộ Dạng ModTech nhé. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một chiếc bàn phím cơ custom Acufunbill. Và đầu tiên chúng ta sẽ xem sơ lược lý lịch trích ngang của con hàng này nhé. Thứ nhất, bộ kit sử dụng kit Mod 001 đến từ Aco hay còn gọi là Aco Designer Studio, một trong những cái bộ kit full hợp kim nhôm đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Tiếp theo thứ hai là Swiss thì sử dụng Swiss Aco Jelly Black, một bộ Swiss Linear thế hệ thứ ba đến từ Aco. Và cuối cùng, set keycap là Aco Samurai ISA Profile, chất liệu PBT Double Shot. Và tổng budget để build lên bộ phim cơ này ở thời điểm đó sẽ rơi vào đâu đó tầm khoảng 4,5 triệu chưa kể đến công và chi phí loop mod và ngay bây giờ không chờ đợi thêm nữa chúng ta sẽ đi vào đánh giá chi tiết tình trạng sử dụng của chiếc bàn phím cơ này nhé đầu tiên phải nói là tất cả chức năng của nó vẫn sử dụng được một cách rất là bình thường và thời gian gần đây mình đã đang dùng nó suốt hai năm qua thì mình đã dùng luân phiên chiếc bàn phím cơ này với một chiếc NG80 nhưng mà cái tần suất sử dụng của chiếc Acomod 001 này của mình sẽ ít hơn so với việc mình sử dụng chiếc KDUS. Nơi gì tạm mưa hay kia. Và trong suốt 2 năm chỉ sửa đó mình vẫn chưa phải sửa chữa bất cứ một cái lỗi làm gì, cũng như là chưa từng mở ra để vệ sinh em nó. Và đây là vẻ bề ngoài của em nó sau khi mình sử dụng khoảng hơn 2 năm. Có khá là nhiều bụi bám trên cái cáp này và một số những cái vết bụi lem bẩn bẩn ở trên cái bề mặt bộ kit này. Nhưng mà sơ lược lại thì cái kit nhìn nó vẫn khá là sáng và đẹp. Cái mồ hôi nó ra nó bám đầy nước ở đây cái chất liệu kim loại này sờ vào nó kiểu mát lạnh luôn nên là khi mà cái bàn tay nó tỏa ra nhiệt nó sẽ làm cho cái hơi nước đọng lại ở trên cái bàn phím cơ này tiếp theo là về cái bộ kit này thì mình đánh giá em nó là một con đồ long đao trong thế giới phím cơ có thể voi đắc lắc bẻ đập thanh đồ long đao 100 kg nhưng mà đối với con đồ long đao này có mà 10 voi nhá Phải nói là cực kỳ cực kỳ đầm và chắc chắn luôn nó được làm toàn bộ từ hợp kim nhôm nguyên khối và được đúc cũng như là cắt CNC rất là tỉ mỉ và chuẩn chu. Bề mặt thì được mạng anod. Sau hơn 2 năm sử dụng thì các bạn thấy tình trạng của bộ kit nó vẫn rất là mới và không hề bị bong chóc xước sát gì. Tất nhiên là mình chưa từng làm rơi hay là để cho nó có những cái va chạm mạnh bao giờ. Nhưng mà phải công nhận chất lượng build của bộ kit này rất là ok. Chỉ có một vài nhược điểm của em nó mà mình muốn chia sẻ ra ở đây. Đó là do cái bộ kit này được sản xuất và ra đời cách đây khoảng 2 năm rưỡi cho đến 3 năm nên là nó là một bộ kit trace chứ không phải là gas gas thứ hai do nó rất là to đầm chắc và nạc thịt nên là nó phù hợp với việc để nguyên trên bàn hơn là mang đi di động thứ ba là cái bàn phím cơ này nó không có thiết kế để anh em thay đổi cái độ nghiêng của cái bàn phím nên là anh em chỉ có một cái độ nghiêng duy nhất như thế này nó hơi bất tiện khi mà chúng ta muốn thay đổi cái độ nghiêng để phù hợp hơn với công việc cũng như là cái mong muốn sử dụng của anh em và cái nhược điểm thứ tư Mặc dù đây là bộ kit rất là to và nặng nhưng mà nó lại không có một cái thiết kế chức năng nào để giúp cho chúng ta bám vào, di chuyển cái bàn phím chọn một cái vị trí thuận lợi cho chúng ta sử dụng. Và cuối cùng nhược điểm thứ năm mình cũng không biết đây có phải là nhược điểm thực sự không. Nhưng mà nó đến từ cái việc là em nó có một cái layout đó là TKL kiểu cũ nên là nó không có cái núm xoay ở đây. Hầu như tất cả những cái phiên bản bàn phím cơ hiện đại đều có cái nút xoay 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 ở đây để điều chỉnh âm lượng các kiểu các kiểu nhìn nó kiểu rất là khu cool ngầu và khá là tiện lợi Ok tiếp theo là về set keycap này thì do cái việc mình không sử dụng quá là nhiều không quá là chai hát đối với cái chiếc bàn phím cơ này trong khoảng hơn 2 năm qua nên là nó vẫn có cái tình trạng rất là đẹp không hề bị bóng hay là mờ bất cứ một cái ký tự nào ở đây mà do cái việc nó cũng được đúc và làm bằng chất liệu PPT double shot nên là gần như nó không thể bị mờ được tất cả cái bề mặt nó vẫn còn hơi nhám nhám, chưa hề bị bóng hay là chưa hề bị mài mòn một chút nào, vẫn rất là đẹp và cái set samurai này thực sự mình thấy nó là một trong những cái set mà đẹp nhất mà aku từng tạo ra. Cùng với cái profile isa niềm tự hào đời đầu của những set keycap aku. Cuối cùng là về switch thì mình sẽ tháo một số những cái keycap này ra để chúng ta có thể xem chi tiết cái switch hiện trạng nó như thế nào nhé. Đó do mình chưa vệ sinh nên là phía bên dưới cái plate có khá là nhiều bụi bẩn cái switch này mình đã lúc cách đây khoảng hơn 2 năm và chưa hề reloop lại đó nó vẫn rất là mượt trơn đối với cái switch jelly black này của aco thì cái đặc trưng của nó là cái lực nhấn khởi điểm của nó khá là đầm đó mình nhớ không nhầm thì khoảng 50 g thì phải và cái tiếng của nó anh em nghe này vẫn rất là nổ và rền khi mà anh em nghe sáu test ấy, thì thấy âm thanh nó cũng hơi khô khô một chút có lẽ nó đến từ việc mà một số cái switch nó đã bị khô một chút cái dầu lúp đi rồi và cái tình trạng tệ nhất của chiếc bàn phím cơ này mình thấy đó là nó đến từ cái start này. Đó, nó nghe thấy một chút tiếng tích tích này. Nghe nó không được êm và mượt cho lắm. Đấy, hơi long long sọc sọc sọc, sọc. Không được phê. Cái điều này thì chắc sẽ phải tháo cái start này ra để mốt cũng như là loop lại. Và đây, anh em có thể thấy là led của chiếc bàn phím này nó như thế này. Nó khá là mở nhạt so với những cái chiếc bàn phím đen của bây giờ và có thể nói nó chỉ đủ để giúp cho chúng ta có thể sử dụng vào ban đêm thôi chứ không quá là đẹp rực rỡ trăm hoa đua nở như là pháo hoa dịp tết của các cái bàn phím cơ đèn ngủ hiện tại ok thông qua video lần này thì mình muốn gửi tới anh em một thông điệp đó là trả đá dạ hay là mod mót đã quay trở lại và đối với chiếc bàn phím cơ MOD 001 này thì mình không có nhu cầu sử dụng em nó quá là nhiều. Nên là mình rất mong muốn có thể bán lại em nó cho một anh em nào đó có hứng thú, có sở thích với chiếc bàn phím cơ MOD 001 hay là Aco Designer Studio này. Tất cả cái tình trạng của em nó mình đã sâu lên ở trên. Rất mong là anh em ủng hộ và để giúp cho mình có thêm chi phí tái đầu tư cho các cái item tiếp theo xuất hiện trên kênh dạng MOD Tech nha. Và video lần này xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video lần sau. Please sao.